tôi là Trương Minh Huy, biên tập viên mảng du lịch, khách sạn và khám phá. Khi nào rảnh ấy, mình cũng đi khách sạn để khám phá. Bất cứ khi nào anh cần ấy, tôi cũng sẽ đều có mặt. Ơi, anh dậy rồi đấy à? Sao anh lại ở trong nhà của tôi? Tôi đến đây để chăm sóc cho anh đấy. Tối qua anh ngủ đây đó hả? Phải ngủ cùng anh thì mới chăm lo được cho anh chứ. Đúng không nào? Anh mặc cả đồ ngủ của tôi đó hả? Cái gì vậy trời? Cả quần lót của tôi nữa. À, mà này, anh mau đi tắm đi. Tôi làm trứng ốp la rồi chúng ta cùng ăn sáng. Rồi sau đó anh cho tôi đi kén tòa soạn nhé. Ok. Ơ kìa, anh còn đứng đấy làm gì? Mau đi tắm đi. Rồi còn ra ăn trứng của tôi nữa nè. Anh cho tôi thêm một quần lót nữa được không? Cái gì? Không thì hai cái luôn nhé, để tôi còn thay đổi. Ai lại mặc mỗi cái quần lót cả tuần đúng không? Sao anh cứ quần lót suốt vậy hả? Dù sao thì đêm qua hai chúng ta cũng đang ngủ với nhau. Giờ anh xua đuổi tôi thế à? Sao anh nợ đối xử với tôi như thế? Anh định quất ngựa chị phải không? Anh đang lán nhám cái gì vậy? Sau đêm qua, tình cảm giữa tôi và anh đã bước sang một trang mới. Tôi ôm anh một cái nhé. Bỏ ra. Trời ơi. Buông ra. Sao nóng như cái lò vi sóng này. Nhìn kỹ cũng đẹp thật đấy. Anh về rồi đấy à?